Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học sang câu thơ tiếp theo, câu thơ số 3. Đông phải ấm, hạ phải mát. Cái câu thơ này thì xuất phát từ một cái câu chuyện thời xưa, nói về một cái tấm gương của một bạn nhỏ, đó là Hoàng Hương. Hoàng Hương này 9 tuổi thì vang danh khắp nơi, nổi tiếng là người con hiếu thảo. Bạn ấy là một người không may mắn nữa cả, không có may mắn. Mẹ thì mất sớm, phải ở với cha. Cha của bạn lại là một người mà hay bị ốm, người không được khỏe. Thời tiết ở miền Bắc thì mùa hè thì rất nóng, mùa đông thì rất là lạnh. Thế thì mới có 9 tuổi thôi nhưng mà rất là thương cha các bạn. Rất là thương cha. Lo lắng cho sức khỏe của cha. Cho nên vào mùa đông thì trước khi cha vào đi nằm, đi ngủ thì bạn bao giờ cũng vào trong chăn, ủ ấm chăn mền. Khi mà lấy cái thân của mình, lấy cái sức hơi ấm của thân mình ủ ấm chăn, lúc nào mà cái chăn ấm rồi thì bắt đầu mới đi ra mời cha vào đi nghỉ. Vào mùa hè thì thời tiết nóng bức, không có quạt máy như chúng ta bây giờ, cho nên là dùng quạt để quạt cho mát giường của cha, xong mới mời cha đi nằm. Một người con hiếu thảo như vậy, những cái biểu hiện chăm sóc cha mẹ chu đáo cẩn thận như thế, cho nên tiếng lành đồn xa, các con vang danh thiên hạ. Nhà vua nghe thấy có một bạn nhỏ hiếu thảo như thế thì khen ngợi, và về sau thì Hoàng Hương được cho làm quan, quan hiếu liêm của một vùng. Ngày xưa là lấy người con hiếu ra làm quan, không trung thần xuất thân từ người con hiếu hạnh. Đấy, một cái tấm gương như thế, cho nên là ở cái câu thơ này trong cái các người con đã lấy cái tích là đông phải ấm hạ phải mát, là lấy cái tích chuyện này để mà làm cái câu thơ này. Nhưng đằng sau cái câu thơ này là dạy chúng ta cái sự quan tâm chăm sóc đối với cha mẹ một cách chu đáo. Trong một năm thì lấy hai mùa, mùa đông và mùa hạ để làm cái tiêu chuẩn thôi. Thực tế là phải xuân hạ thu đông bốn mùa. Một người con hiếu thảo thì phải biết quan tâm chăm sóc cha mẹ, lúc nào cũng phải quan tâm chăm sóc cha mẹ. Nó có một cái rất hay, đó là chúng ta thấy từ xưa tới nay để giáo dục đạo đức cho đời sau thì người xưa thường lấy những cái câu chuyện có thật, rất rất nhiều câu chuyện, cũng giống như là Việt Nam chúng ta hiện tại trung tâm học tập văn hóa truyền thống đã lựa chọn được hơn 300 tấm gương đức hạnh Việt Nam để cho chúng ta tìm đọc. Hiện tại thì lớp tối thứ bảy các con cũng đang được các thầy cô lần lượt kể từng câu chuyện. Khi mà chúng ta học thông qua các câu chuyện thì các con thấy là chúng ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Vì sao vậy? Bởi vì là đã có người làm được rồi, đã có những người con làm ra những tấm gương hiếu thảo cho mình xem rồi, không phải là việc không làm được. Cái rất là hay như thế. Và khi chúng ta nghe tới cái tấm gương của bạn Hoàng Hương này thì chúng ta quay lại, chúng ta kiểm điểm xem chính mình có làm được hay không. Mỗi chúng ta đây đều có thể trở thành một bạn Hoàng Hương, đều có thể làm ra một tấm gương có thể chăm sóc được cha mẹ. Các con biết là người xưa cũng nói là nuôi con thì trông cậy ở những cái lúc mà ốm đau, những cái lúc mà mình khỏe thì mình chăm sóc con cái rồi, mình dạy bảo con cái rồi. Thế rồi đến lúc mà về già, những lúc mà ốm bệnh thì biết trông cậy vào ai ngoài con cái.
chỉ có con cái, chỉ có con cháu mới là người mà người già có thể nương tựa. Cho nên là nuôi con là trông mong ở cái chỗ về già, ở cái chỗ ốm đau này. Con cái có hiểu chuyện, có biết chăm sóc cha mẹ hay không? Có nhiều người cũng chăm sóc cha mẹ, nhưng mà tại sao cứ chăm sóc cha mẹ lại không thích? Bận rộn quá, không chăm sóc được cha mẹ là phải thuê người giúp việc. Người giúp việc chăm sóc tốt hơn, đến lúc mà con cái chăm thì cha mẹ cảm thấy nó không quen. Mà thôi, con cứ đi làm đi để cho cô ấy cô chăm cho. Là mình chăm sóc cha mẹ nhưng cha mẹ không quen nữa con. Đấy, thích người giúp việc chăm sóc hơn. Ở với người giúp việc lâu có tình cảm hơn, còn với con mình không có tình cảm. Như vậy là các con thấy là dần dần cái sự phát triển nó làm cho cái tâm hiếu của chúng ta nó mai một đi. Cho nên cái sự chăm sóc bây giờ thầy nói các con biết là khi mà các con ốm thì ai chăm sóc chúng ta cũng không bằng cha mẹ chăm sóc mình. Các con cứ nghĩ xem có đúng không? Không ai có thể thay thế được cha mẹ. Vậy thì ngược lại cha mẹ cũng thế, khi mà cha mẹ già, cha mẹ yếu hay là thậm chí trong đời sống hàng ngày đấy, không có ai có thể thay thế được con cái. Bởi vì cha mẹ và con cái nó có tình thân, có tình yêu thương. Cái tình yêu thương này là hoàn toàn là không có điều kiện. Yêu thương thì chăm sóc. Con xem Hoàng Hương ấy, cha có cần phải nhắc là đi vào ủ chăn ấm cho cha đâu, không cần nhắc. Đây là hoàn toàn là tự động tự giác đi làm, nó xuất phát từ cái tâm hiếu thảo, từ cái sự yêu thương đối với cha mình. Mẹ mất rồi, bây giờ còn mỗi cha thôi, mình phải chăm sóc cha làm sao cho chu đáo để cho cha khỏe, cha ở với mình được lâu dài. Nó xuất phát từ tâm hiếu thảo của con, chứ không phải để cha mẹ nhắc nhở. Con thấy xem trong câu chuyện này có thấy cha nhắc Hoàng Hương ơi đi ủ ấm cho cha hoặc là đi quạt mát giường cho cha đâu, hoàn toàn là không có yêu cầu mà là phải chủ động đi làm. Cho nên các con phải chú ý cái chỗ này, chúng ta phải thường quan sát cái sắc mặt của cha mẹ, thường quan sát cha mẹ xem cha mẹ cần cái gì. Hôm nay cha mẹ khỏe hay cha mẹ mệt thì các con phải biết. Chứ nhiều bạn thể thấy vô tâm lắm. Đi học về là không có biết hỏi thăm cha mẹ đâu, mà toàn hỏi thăm là có được gì ăn không. Mở tủ lạnh ra là xem có gì ăn không, không có thì gọi váng khắp nhà lên, mẹ ơi có gì ăn không, con đói lắm rồi. Nhưng không biết là bố mẹ đi làm có mệt hay không. Cái này là các con hay mắc phải, phải để ý cái chỗ này. Mình phải nhạy cảm một chút để xem cha mẹ mình có mệt không, hỏi xem cha mẹ đi làm có mệt không. Chúng ta phải quan tâm cha mẹ như vậy, giống như cha mẹ quan tâm mình ấy. Nhưng mà nhiều người thì rất là vô tâm, không có để ý chỗ này. Phải biết chăm sóc cha mẹ, phải biết yêu thương cha mẹ. Tình yêu thương này là không có điều kiện. Đông phải ấm, hạ phải mát. Cái chữ phải ở đây có nghĩa là bổn phận của chúng ta, chứ không phải là chúng ta thích thì làm, không thích thì thôi. Phải biết chăm sóc, phải biết yêu thương cha mẹ. Đây chính là cái tâm hiếu thảo của chúng ta đã được khơi dậy, đã được đánh thức, giống như mấy hôm trước thầy có nói đấy. Phải biết chăm sóc, phải biết yêu thương cha mẹ. Mùa đông cũng như mùa hạ, mùa thu cũng như mùa xuân là bốn mùa, để yêu thương chăm sóc cha mẹ như vậy, để bày tỏ cái tấm lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Thì thông qua những cái bài học này là một lần nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương và biết chăm sóc cha mẹ một cách chu đáo các con. Biết yêu thương chăm sóc cha mẹ, đấy là bổn phận trách nhiệm của chúng ta, của những người con đối với cha mẹ. Rồi hôm nay chúng ta dừng bài học ở đây, thì chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con là tốt nha.